cô nương. Cô giải đây cô ơi, cô hai cô vô coi giải đi, giải đẹp lắm nè, hai cô cứ tự nhiên coi đi. Lấy tôi bỏ giải này đi. Tôi có giải mới về nè cô, hàng đẹp lắm luôn. Nhưng mà màu hồng này tôi có rồi. Đây, vậy thì màu này nha. Đây, đó, cùng một loại màu này đẹp hơn. Cô ấy là Thúy Liễu, làm ở tủ lậu á. Hàng chi, ai cũng mê. Tôi thích sấp này, lấy sấp này cho tôi nha. Hai tiền. Dạ, cảm ơn cô. Tự nhiên lựa đi cô. Ai bắt bông? Lựa đậu xanh đi cô đương ơi. Vâng. Vâng. Mận, em hả Mận? Đúng là em, Mận. Là anh đây, anh Ngôn đây. Em. Cái tên nhà quê này làm cái gì vậy? Em không nhận ra anh hả? Em đúng là Mận mà. Anh đi tìm em cực khổ lắm, em có biết không? Cái tên điên này nói năng lảm nhảm cái gì vậy? Anh chính là Ngôn nè Mận. Em nhận không ra anh hả? Tôi không quen biết anh. Tôi không phải là Mận. Anh làm ơn tránh đường cho tôi đi. Chúng ta đi thôi. Mận. Chị, thế Mận đâu không chị? Cậu mới về nên cậu không có biết. Mận còn ở đây nữa đâu mà cậu kêu. Có chuyện gì sao chị? Mận đi đâu hả? Cô ấy có sao không? Ai mà biết đâu. Tự nhiên sau cái đêm thằng trai ghẻ bị đập đầu á, thì nó cũng biến mất tiêu. Có hỏi á, thì thằng chả cũng không biết. Vài ngày sau đó, thằng chả say xỉn, đi sao á, té xuống biển, chết đuối luôn. Nên giờ cái nhà này bỏ hoang rồi. Trời, Mận ở đâu chị không biết hả? Đã nói là nó đi luôn. Nó đi đâu làm sao tôi biết được. Vạn dặm nhân duyên bao mùa hoa nở tàn, ký ức xưa chẳng hề phai. Hạ phàm đôi nơi trần gian đã cách biệt, mong sớm lại thương. Mận, em đang ở đâu vậy Mận? Anh nhất định sẽ đi tìm em. Nhất định anh sẽ tìm được em. Trời xanh ngày máu sông ngàn năm, thế gian lại...
ta đã lặn lội bôn ba để tìm được em, sao em lại mảnh mặt làm ngơ xem ta như người xa lạ chứ? Chẳng lẽ em có nỗi khổ gì sao? Duyên Tiên Tiền Định, 20 giờ 30 phút tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.